Ngồi vậy nha. Đúng cái gì không? Mấy cái tôm chưa kịp bắt. Có có. Đã hai cái rồi. Còn vài con tôm qua. Theo ba luôn cho rồi. Giờ con tôm lại đây, câu đằng này. Đi qua trở lại vậy. Lớn nhỏ hay vậy mày? Ơi con này bự nha. Chào nhà các bạn. Chào cả nhà. Cho con tôi đi bè câu cả nhà. Nay đi bè mới bên đây cả nhà. Trước thì câu cái dàn bè bên kia cả nhà. Nay đi bè bên đây. Lâu lâu dữ lắm rồi mới dọn tới bè câu. Trời đất ơi. Đi mớt thì mẹ không. Mấy tháng rồi đó mới đi bè câu lại đó, ông bà cô chú. Thằng này đi ra đây thử rồi sao nghe nói bè mới mở bên đây câu cá nhiều hơn bè cũ. Tí rồi. Thằng Tí đã chưa chọn mồi cái nha. Tí vô quay lại câu cá này rồi vô quay khu bè cho cả nhà xem luôn. Đây toàn bộ khu vực bè hôm nay nha, rộng lắm à. Đi nhồi mồi cái đó. Mập 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 này cá kìa, nước này cạn cả nhà, nước mình đây cạn xìu à, nặng nha, hi tôm, một chú tôm đầu tiên cả nhà đi bè nó giờ mới dính được con tôm, tôm này không có trứng nha, để siêu gỡ, này dẫn nó đi câu cho mấy con tôm thì biết chỗ con tôm bự kìa, xua dính tôm cạn luôn kìa. Bỏ đi câu tôm dính tôm cạn. Trời ơi, chẳng có đi câu tôm à. Sao em không giỏi dính tôm phái không? Okay. Càng hơi nhỏ nha. Hơi càng hơi nhỏ hả? Cái mình nó bự được rồi em. Rồi sẽ gỡ cái này cả nhà. Gỡ bỏ rộng cái. Rồi. Rồi quay phay lên quay lên. Rồi ba chết dính cá bự rồi. Kìa dẫn tôm lên ba dính cá bự rồi. Để chồng qua bến cá cha dính cá bự à. Bà luôn dính cá bự cả nhà, đang câu dính tôm bến. Bà luôn kéo. Chạy vòng qua mệt quá. Cá gì bà? Màu gì vậy? Đủ cái gì không? Ui. Đó. Đó. Nó dính tôm chưa kịp bắt. Cũng cái này không nè. Cũng ngon ha, không có trứng. Để lỗi miết luôn hay gì vậy? Cái gì? Ê. Mèo hay vậy? Sức cái hàm dưới nó máng lại hàm trên. Trời trời. Bên kia, bên kia. Lụm em cá cha nha cả nhà. Nãy giờ một thú nó có ăn không cha? Dở lên. Rồi. Đây con bánh luôn, đây bánh. Cá hả tôm? Đảo. Đảo không? Đảo hả? Cá. Cá út, cá út, lục tôm chứ, trời ơi cá út cái.
Ừ, hay thiệt á, mới câu mà biết dở là biết dính cá dính tôm luôn, lợi hại ha. Thì đó lấy đồ bên đây bắt thập câu dính luôn. Cá gì vậy? Ý con tôm đi. Tôm lóc. Phái rồi, dính tôm phái. Nè, nước nè. Câu rồi nè, đồ ăn nữa nè. Đó, nước ở đây trong gửi tôm, trời ơi, dính tôm hết biết thấy thèm. Không có được xăm sao rồi ăn cứ bổng của nương. Coi xuống lên hàng cả nhà ơi. Ui, trời bá luôn. Chết mẹ quên lấy cái gọng rồi. Rồi, hết biết cả. Kéo lên trên đi, con qua con xách cái gọng qua bơi. Chắc dời ba câu tôm qua bên cha luôn quá. Có cầu qua. Chắc con dời câu tôm qua bên đây luôn quá. Ôi, 2-3 kg không? Có. Đá 2 cái luôn hả? Con dời câu tôm qua theo ba luôn cho rồi. Dời câu tôm lại đây nè, câu đằng này nè. Đi qua chơi lại vậy. Lưỡi nhỏ rồi vậy bơi. Ôi con này bự nha. Cứ đàng hoàng em. Em đi em lên trên đó. Xách cái gọng qua ba luôn đi, chồng gom đồ qua bên đó luôn. Con này có 4 kg rồi ha bà. Lại không mua cái vợt. Có đường đi trên đó vợt thấy không? Chưa mệt nữa hả? Không có cái vợt vợ. Tại tính không có đi bè câu á, không có mua vợt. Móc hàm dưới không hả bà? Móc hàm dưới mới đụng mình cái miệng nè. Trời ơi, 3-4 kg. Hai cái mấy 3 kg vậy, có 3 kg gì cả nhà. Cha thường ha, vô đéo vậy hả? Mình á. Xách cái gọng rồi, ở mà nói luôn đi nghe, tao đi gom đồ. Ngon cả nhà, bữa nay con im rồi cả nhà ơi. Đó, trời đã rồi. Coi cái lật đật đi. Đi vào không rồi la nóng chân quá. Đi vào không có đi được. Nghe nè, tiết ngon không? Mập ha. Cột cái gọng luôn đi ra, con xách đồ quá. Im nha, bữa nay gì. Nay gì là ok rồi, để đi gom đồ. Qua giống dính nữa rồi cả nhà, biết dính cái gì đây. Mới dời câu tôm qua. Cô ơi, cái gì vậy? Mẹ. Giờ chuyển sang câu cá cha rồi. Mẹ. Chuyển sang cá cha hả? Nó quịch nè, chỗ. Biết cá luôn. Rồi vô nguyên bầy cá út rồi luôn đó em ơi. Tôm đâu không thấy, thấy toàn cá út không. Nước chảy mạnh quá tôm không ăn. Câu tôm mà dính chúng bảy cá út này nó mệt mỏi rồi cả nha. Có ngạnh đó nha. Ở vô. Nè, ở vô đi. Ghê quá. Lập nữa cả nhà. Đó. Búng không? Ê, móc cái gì vậy? Móc cái yêu xịu vậy? Hay quá. Trời ơi, mập. Gộm chưa hay cho dính nữa kìa. Em. Cái vỏ bạch kia.
mở lửa luôn. Này thơm rồi nha. Quá cái quá cái bỏ cầm. Ôi đi quá cả nhà ơi, chết hả, lâu quá rồi. Gặp cá rồi cả nhà, có thể trúng bánh, gặp bánh móc trúng. Mê câu tôm đòi lên kia câu tôm. Về phải cả nhà. Rồi nãy vui bắt quay thành quá rồi cả nhà xem. Đang câu ngon cả nhà ơi, có một việc rồi phải về luôn bà cô chú ơi. Qua chợ đã rồi. Này trúng cả nhà. Bà con này có nhiêu ký chưa? Tôm thì ít cả nhà, cá. Cá thì cá cha thì có ngon ngon thôi. 8 ký. Bà con có 8 ký. Trời ơi nặng. Cao quá trời, con nào đấy mập này cả nhà. Đây đi bè mới nha cả nhà, bè của anh Thi cả nhà. Bè 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 anh Thi phải không? À, mệt quá, chuẩn bị cuốn câu về cả nhà ơi, nhà điện có công việc rồi, rồi hẹn cả nhà vào dịp khác nha, vui sẽ trở lại đây đánh nữa cả nhà, hôm nay chúng là thấy phái đó cả nhà, mà câu nó ăn tùm lum hết trơn, nó ăn mà cá mà bún gì cá kiểu ngồi nào nó cũng ăn, con này ngon ha, đâu con nào chết đâu quá, con này cái đuôi nhỏ không, đuôi nó tia luôn quá trơn kìa, tư. Rồi chào cả nhà mình nha, cả nhà xem thương cho con ủng hộ cho con như một like và đăng ký để kênh được phát triển hơn nha cả nhà, kiếm một cái gì đó đi.